Mọi người ơi, ê, bắt vợ thành công rồi mọi người ạ. Không ngờ là lên được bắt vợ mông này đơn giản như này. Chào mọi người, hôm nay thì là ngày thứ 3 mình ở Tây Bắc rồi. Hôm nay thì lại được đi chơi một cái hội, gọi là hội xây sán của người Mông mọi người ạ. Kể đây là cái hội mà người ta đi chơi xuân, người ta cầu chúc may mắn cây trồng ấy, con vật nuôi ấy sang năm mới cho người dân tốt hơn mọi người ạ. Và có nghi lên lễ hội dân gian. Ôi trời nắng quá mọi người ạ. Bây giờ đang tìm xem có cô nào mà có ô vào đi nhờ mọi người nhé. Em ơi, anh nắng quá anh đi nhờ được không? Nắng quá. Hôm nay em đi một mình à? Em ơi, anh nắng quá anh đi nhờ được không? Nắng quá. Hôm nay em đi một mình à? Đi sinh này mà đi một mình không sợ người ta bắt vợ à? Em xấu họ không bắt đâu. Điều cứ khiêm tốn này mà xấu gì nữa? Mà họ không bắt đâu, bắt đấy cô xinh xinh ở kia. Mọi người ạ, thì hôm nay gặp cô gái rất là xinh, lại đi một mình nữa. May quá có ô rồi ạ, bây giờ đang rất là nắng. Không thì mình đi mình nắng vỡ đầu mất rồi. May quá. Bây giờ nói chuyện với em một tí nhá. Em tên gì? Em tên là Hương. Anh tên là Thế Anh. Thế Anh. Nghe lạ, tên lạ. Nghe lạ. Hả? Nghe lạ. Gọi là Thế được, vì ở nhà gọi anh là Thế, còn anh là trong giấy khai sinh là Thế Anh. Thế Anh. Hương, em học đang học gì? Em đang học du lịch. Du lịch á? Thế là đi học ở đâu nhỉ? Em học. Ôi, từ trên bản Mông mà xuống tận Hà Nội học. Thế là Mông sướng phố. Em cầm sáo, chắc em cũng biết thổi sáo chứ. Hôm nay em đi thổi buổi. À thế ạ? Anh muốn nghe em thổi một bài không? Được. Nhá. Anh cảm ơn. Nếu mà bây giờ đi đến đoạn nào mà không có ít người ấy mà thổi. Mọi người ơi, tình cờ mà cũng được Hương nhà thổi cho một bài mọi người ạ. Tim đang run lên vì mình hồi hộp quá. Được treo ôm miễn phí. Lại được treo ôm miễn phí. Thì chỗ nào mát mát nhỉ, ngồi ấy. Đấy, treo ôm cho Hương thổi nghe một bài thôi. Không là kiểu quay cho người xem ấy. Thì vì hôm nay là mùa xuân nhá, mùa xuân này. Anh muốn nghe một bài gì liên quan mùa xuân. Xuân. Được không? Được. Một bài gì liên quan mùa xuân đi. Anh ra cái sượt sượt. Ừ. Nhưng mà bên này anh sợ ngược. Bên này nhiều người quá, mình đi chắc là quay lại đây. Hai bên kia này, bên kia. Chỗ. Mọi người ấy, thấy con gái Mông dễ thương không? Dễ thương và dễ gần lắm. Ai mà muốn nghe Hương mà thổi sáo thì hôm nay là mình chỉ nhờ Hương thổi cho được một bài thôi. Ai mà muốn nghe nhiều thì có thể là liên hệ với Hương nhé. Hương thì đang học tập ở Hà Nội nhỉ? Em đang học tập ở Hà Nội nhỉ? Em học mấy năm nhỉ? Mới đi thôi. Xuống như thế này rồi, xuống như thế này. Mới đi á? Thế là học được mấy năm? Mấy tháng rồi á? Được mà. Đoạn này nhỉ? Ngay cả môi. Đi đoạn này đi, dạ.
Vừa đây cũng được. Ừ, vừa đây. Vừa đây. Em ngồi bên giày của anh nhá. Ngồi giày của anh này. Thôi ngồi. Đấy. Không được, ngồi giày của anh. Ngồi đây nhá. Ôi à. Sao đây? Ra chú. Sao đây? Hay lắm. Hay là Mai à? Ấy gặp người quen mà chết rồi ngại quá. Quen. Anh thấy bài xuân về trên bản Mông ấy nổi tiếng. À, cái anh... bài đấy cũng nổi tiếng anh ạ. Ừ. Thế em gửi bài đấy nhá. Tết đó mọi người ơi. Cái bài này là Tết nào ở đây ở hội cũng thổi ở trên chúng ta, người ta cũng nghe. Anh nghiện rồi, làm sao bây giờ? Hả? Nghe bây giờ là anh lần sau anh muốn nghe nữa thì biết làm thế nào bây giờ? Em chỉ đến em lâu lâu em mới đến hội, hôm nay em mới đi hội một mình. Thế, thế tí anh về cùng được không? Nhưng mà nhà em ở xa lắm. Xa anh về được. Bây giờ đang là mùa xuân mà đang ngày Tết nên anh có thể đi thoải mái mà. Không phải làm gì đi thoải mái. Theo em về nhà. Nhà em xa lắm, phải trèo đồi nữa anh không đi được đâu. Trèo đồi người ta đi được, anh đi được mà. Thôi anh đi về thành phố của anh đi. Cứ đuổi người ta bỏ đi được, người ta khác đi.
đồi núi nó còn là gì đâu đúng không mọi người nhỉ? Bỏ bùa người ta rồi bây giờ bỏ đuổi người ta về thì làm sao bây giờ? Mọi người nhìn thấy Hương ấy xinh không? Xinh gái mà có tài thổi sáo rất là hay. Đấy, hôm nay tình cờ rất là may mắn mình lên trên này mình đi chơi hội thôi gặp được Mai Hương. Đấy, pin chuẩn bị nó nháy nháy suốt bây giờ may thế mà để Hương hát sai pin rồi may thế mà thổi được hết một bài. Anh cảm ơn em nhá. Thế thì đó thì rủ em đi bây giờ là chắc là mệt rồi thổi nhiều rồi bây giờ không bắt thổi nữa thằng tí đã rủ đi chơi nhá đi chơi anh em bây giờ đi chơi hội đây đi chơi hội hôm nay là đi chơi hội mà không hát nữa đi chơi hội thôi may ấy điện nháy từ nãy giờ rồi thế mà em đi học em ơi chủ nhật em đi rồi chủ nhật hôm nay thứ 6 à 7 chủ nhật thế ngày kia đi xe nào đi xe bến xe nào đi bến xe Bắc Hà đấy, Bắc Hà Nội đi đấy hay là anh ở đây hôm đấy anh đi cùng nhé đưa em bảo vệ em từ đây xuống Hà Nội không lấy công ok không được không thôi thấy mọi người cứ từ chối mình không hiểu sao mình đi cứ đi cùng một xe có nào có làm gì đâu mà thôi nhé chả hiểu cái gì cả chán thế thì anh kệ thôi anh cứ thấy em lên xe nào là anh lên theo không cho lên cùng thì anh chẳng nghĩa là em cấm được nhà xe anh đi đúng không? Xe hết chỗ rồi. Hết là sao được rồi từ giờ đến hôm chủ nhật là mình đặt chỗ từ bây giờ chứ hết là sao được? Em đi có hay về đi học có hay về không? Không em. Một năm về mấy lần? Một hai lần. Tết em mới về. Tết à? Nghỉ hè nữa? Không nghỉ hè em. Yeah. Học thêm hơn 2 năm nữa? Học 4 năm à 3 năm nữa? 3 năm nữa à? Thế đại học chứ? Đại học du lịch. Ủa thế là về sau làm hướng dẫn viên du lịch nhưng mà lại hát hay này thì mình nghĩ là lên thổi sáo hay này mình nghĩ là nên làm cái gì liên quan nghệ thuật hay hơn chứ. Cũng có tiền đi học nghệ thuật. Bây giờ làm sao mà anh thì cho anh Facebook nhá. Anh muốn sau này gặp lại em nữa cơ, không muốn gặp một lần này là lần đầu tiên là lần cuối cùng đâu. Ít lên Facebook á. Thế á? Thế Zalo? Zalo, Facebook thì cái nào dùng nhiều hơn? Em không có Zalo, em chỉ có Facebook. Thế á? Sao lại không dùng được? Mọi người ơi! Bắt vợ thành công rồi mọi người ạ. Không ngờ lên được bắt vợ mông này đơn giản như này. Theo Hương về nhà nhá. Xong rồi mình sẽ bắt Hương về nhà mình. Mọi người mà thích xem clip tiếp theo nhá, theo dõi nhá. Theo dõi... mình sẽ để cái link Facebook của Hương ở dưới mọi người nhá. Nếu mà mọi người theo dõi xem mà nhưng mà hôm nay là clip này là mình chỉ dừng đến đây thôi mọi người nhá. Đấy, mọi người biết là kết quả của mình hôm nay là như nào thôi. Đấy.